Xin kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết sẽ là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2026. Sau hơn 2 năm khởi công, cây cầu Xuân Vân sắp hoàn thành trong niềm mong đợi của người dân đôi bờ sông Gâm. Trong phần tin thế giới, thông tin điều tra ban đầu vụ sập cầu ở Baltimore, Mỹ. Nền kinh tế Đức được cho là rơi vào suy thoái kỹ thuật sau quý đầu tiên của năm 2024. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Chầu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ma Thị Thúy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2023, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Có thể thấy rõ trong 10 vấn đề sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023 mà Văn phòng Quốc hội đã tổ chức bình chọn. Đồng chí nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2024, năm bứt tốc để hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, chuẩn bị về công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu cần phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết thống nhất chặt chẽ hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Quốc hội trong năm 2024 và trong các năm còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Tại lễ phát động thi đua kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2026, đồng chí Chầu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu hưởng ứng, bày tỏ quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các nội dung của cuộc thi đua gắn với thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17. Xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam ngày nay. Tuyên Quang tự hào là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở và làm việc tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Tại nơi đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Quốc hội đã quyết định nhiều quyết sách quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi, đặc biệt trong hai ngày 16-17 tháng 8 năm 1945, tại Đình Tân Trào đã diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân Quốc hội Việt Nam ngày nay. Quốc dân Đại hội đã quyết định nhiều quyết sách quan trọng đối với vận mệnh của dân tộc và cách mạng Việt Nam, là bước chuẩn bị rất quan trọng cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vinh dự tự hào là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng này, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ quyết tâm hưởng ứng mạnh mẽ các nội dung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động. Ngay sau lễ phát động hôm nay, tỉnh sẽ tổ chức xây dựng kế hoạch với những việc làm cụ thể thiết thực, trọng tâm là các hoạt động phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Quốc hội Việt Nam 80 năm hình thành và phát triển tại tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tích cực tham gia giải báo Diên Hồng và cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày tổng tuyển cử
xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua, đồng thời mở đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, về truyền thống quá trình hình thành phát triển, vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quốc hội Việt Nam. Cụ thể hóa các nội dung thi đua, lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam bằng các phong trào, hoạt động thi đua ở địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết, cơ chế chính sách, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 21-25 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng định hướng của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Tập trung huy động các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị to lớn của di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện đề án xây dựng khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước gắn với phát triển du lịch. Đến năm 2025, cơ bản đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia, đẩy nhanh tiến độ tôn tạo khu di tích Ban Thường trực Quốc hội để nơi đây thực sự là địa chỉ đỏ về nguồn của cán bộ, đảng viên, nhân dân và khách quốc tế, phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban bộ ngành, trung ương, các địa phương, tổ chức chương trình về nguồn, thăm di tích Ban Thường trực Quốc hội và các di tích lịch sử cách mạng tại Tuyên Quang với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa. Với ý nghĩa quan trọng của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, tôi tin tưởng các nội dung thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sẽ nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các vị đại biểu Quốc hội cũng như đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong cả nước. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang xin bày tỏ quyết tâm chính trị thực hiện đạt kết quả cao nhất các nội dung thi đua gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, xứng đáng vị thế quê hương cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên cơ sở thành tựu và bài học kinh nghiệm năm 2023, với tinh thần lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cần nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và tổ chức chương trình năm 2024 của đoàn phù hợp với tình hình thực tế, tích cực đẩy mạnh hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội trong các lĩnh vực tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến vào các dự án luật, thực hiện giám sát tại địa phương. Mỗi đại biểu cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa 22 đã họp kỳ thứ 8. Dự kỳ họp có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua các nghị quyết sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn, điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố, phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án,
cải tạo nâng cấp đường Trung Môn Kim Phú đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đi thôn 18 xã Kim Phú và một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vũ Quỳnh Loan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Thành phố đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đối với ông Lê Thuyện Quang, được điều động lên nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa. Công trình cầu Xuân Vân trên địa bàn huyện Yên Sơn có tổng mức đầu tư gần 235 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Sau hơn 2 năm khởi công, cây cầu đã sắp hoàn thành trong niềm mong đợi của người dân đôi bờ sông Gâm. Cháu cùng với các bạn đi phà đi học nên rất là nguy hiểm. Chúng cháu mong cầu hoàn thành để được đi. Chúng cháu rất mong cầu này được hoàn thành để thuận lợi bọn cháu không phải đi học bằng đò với cả phà nữa. Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm nối liền các xã Phúc Ninh và xã Xuân Vân được khởi công tháng 11 năm 2021. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành. Quý vị và các bạn đã thấy thì các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thảm mặt cầu và dự kiến sẽ đưa công trình về đích vào cuối tháng 4 này. Xin anh cho biết thì với cái thảm mặt cầu như thế này thì tiến độ thực hiện sẽ như thế nào ạ? Theo kế hoạch của đơn vị thi công thì thảm mặt cầu trong ngày hôm nay và trong ngày mai thì sẽ hoàn thành. Loại bê tông nhựa thì thảm xong là cơ bản sẽ sử dụng được. Nhưng mà trên đấy còn có một số các cái điều kiện để đảm bảo an toàn giao thông như là các cái vạch sơn và các cái biển báo, thì đơn vị thi công sau khi thảm xong thì sẽ tiến hành thi công ngay. Đơn vị tư vấn giám sát đã cùng với lại các nhà thầu cũng như chủ đầu tư để nâng cao cái công tác quá trình đảm bảo chất lượng công trình, thì đã cập nhật các cái tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là biện pháp thi công cũng như là các công nghệ thi công để đảm bảo đưa công trình vào đúng tiến độ. Bởi vì công trình này là công trình rất có ý nghĩa đối với lại người dân hai bên xã Phúc Ninh và xã Xuân Vân, ảnh hưởng giao thông, cái lượng thông thương hàng hóa cũng lớn và người đi lại cũng lớn, cho nên là đơn vị tư vấn giám sát cùng với chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu đã cố gắng đưa công trình về đúng tiến độ. Đây là công trình cấp 2, có chiều dài cầu gần 300m, đường dẫn hai đầu cầu dài trên 1.900m. Sau khi thảm mặt cầu, đơn vị đã tập trung thi công hệ thống an toàn giao thông, biển báo, điện chiếu sáng trên cầu và đường dẫn hai đầu cầu. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho việc đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân hai bên bờ sông Gâm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi di chuyển bằng đò, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, đến thời điểm này, còn 100m cuối tuyến đường dẫn cầu chưa bàn giao mặt bằng để thi công, hoàn thiện nút giao giữa đường dẫn cầu với quốc lộ 2C. Vâng, để cây cầu sớm được đưa vào sử dụng đáp ứng niềm mong đợi của nhân dân thì công tác giải phóng mặt bằng đặc biệt quan trọng. Chủ đầu tư cũng như địa phương cần có những giải pháp thực sự quyết liệt để đảm bảo tiến độ thi công của công trình quan trọng này. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững là giải pháp quan trọng để cơ cấu lại ngành lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu của tỉnh Tuyên Quang. Những cánh rừng gỗ lớn còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo vệ con người trước thiên tai. Với mục đích góp phần tạo thêm vùng nguyên liệu ổn định cho sản xuất, tập đoàn IKEA và công ty cổ phần Usland đã hỗ trợ trồng hơn 20 ha rừng keo gỗ lớn cho 5 hộ gia đình tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn. Các hộ gia đình được hỗ trợ toàn bộ cây keo giống chất lượng cao, phân bón, kỹ thuật trồng và chăm sóc. Qua đó, tăng năng suất rừng trồng, chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế, thu nhập của chủ rừng và sinh kế địa phương. Các sản phẩm từ gỗ rừng của Tuyên Quang cũng sẽ được thị trường thế giới biết đến nhiều hơn khi nằm trong chuỗi cung ứng cho IKEA, tập đoàn nội thất hàng đầu thế giới với các sản phẩm từ gỗ. Chúng tôi có tham vọng là chất lượng gỗ tốt sẽ nâng cao chất lượng các sản phẩm gỗ nội thất và dĩ nhiên góp phần vào việc mua gỗ bền vững thông qua chứng chỉ FSC. Chứng chỉ FSC đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng trên hết chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm để quản lý rừng tốt. Đó là việc khai thác gỗ rừng trồng không phải ở năm thứ 7 có thể kéo dài thời gian để gỗ có chất lượng tốt hơn bằng việc giữ nó đến 10 năm. Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 430.000 ha rừng. Nhiều tiềm năng lớn về phát triển lâm nghiệp,
trong đó với rừng gỗ lớn. Những năm qua, lâm nghiệp của Tuyên Quang luôn được cấp ủy chính quyền, ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả. Nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp. Các địa phương và ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, phổ biến kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Đến nay, tổng diện tích phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh là trên 81.000 ha. Theo tính toán, rừng trồng 7 năm nếu khai thác cho sản lượng gỗ trung bình đạt 100 mét khối một hecta, nhưng khi giữ lại làm rừng gỗ lớn từ 10 đến 12 năm thì khối lượng gỗ có thể tăng lên 120 đến 150 mét khối một hecta. Ngoài gia tăng về giá trị kinh tế, trồng rừng gỗ lớn còn có nhiều lợi ích về môi trường, góp phần bảo vệ đất, giữ nước. Thực hiện chuyển hóa rừng gỗ lớn này thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả. Thứ nhất là về giá trị kinh tế, thì nó sẽ đáp ứng được cái mục đích kinh doanh cho rừng gỗ lớn để cung cấp cái nguyên liệu gỗ phục vụ cho cái công nghiệp gỗ chế biến xuất khẩu. Hai, nó sẽ nâng cao được cái giá trị kinh tế so với trồng rừng nguyên liệu giấy. Ba nữa là về cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như là thực hiện cái quản lý rừng bền vững nó sẽ được tốt hơn. Tiềm năng phát triển rừng gỗ lớn của tỉnh Tuyên Quang là rất lớn. Đây cũng là giải pháp bước đi cụ thể để tỉnh nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Những năm gần đây, lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa được đánh giá là có tốc độ phát triển nhanh cả về quy mô, loại hình và chất lượng, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động, đáp ứng được nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ với đa dạng các loại hình như khách sạn, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, đơn vị này đã không ngừng đổi mới, đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương và du khách. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. Để đáp ứng với lại mong mỏi của bà con nhân dân huyện Chiêm Hóa thì công ty chúng tôi cũng đã nhiều năm ấp ủ cái mô hình là tổ chức sự kiện ấy, thì cũng muốn là để tạo cái nơi mà tổ chức sự kiện cho bà con để đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội ngày càng một phát triển. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, hệ thống cửa hàng bán buôn bán lẻ siêu thị phát triển cả về số lượng, quy mô, chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, kích cầu sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Phát huy lợi thế về giao thông, vị trí địa lý, thị trấn Vĩnh Lộc đã thực hiện nhiều giải pháp như việc tạo điều kiện về thủ tục hành chính, mặt bằng để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư phát triển thương mại dịch vụ. Nhờ đó, cơ cấu ngành nghề, lao động tại địa phương cũng dần chuyển dịch. Tổng doanh thu từ thương mại dịch vụ ước tính quý 1 đạt gần 180 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm. Hiện nay thì trên địa bàn thị trấn thì có 1.305 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, thì để đáp ứng cái nhu cầu của đời sống của nhân dân trên địa bàn thị trấn cũng như là cái nhu cầu của khách đến tham quan du lịch và mua sắm. Thế thì trong thời gian tới thì Ủy ban thị trấn cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các cái tổ chức cá nhân được tiếp cận với các cái nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ. Thời gian tới, thị trấn Vĩnh Lộc tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới thương mại dịch vụ, đồng thời khuyến khích người dân mở rộng sản xuất kinh doanh, vận động làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án thương mại dịch vụ để thu hút đầu tư theo hướng đồng bộ, hiệu quả. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều thí sinh thi riêng để xét tuyển đại học. Bằng các hình thức lồng ghép linh hoạt, các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, giúp các em hình thành thói quen tốt, rèn luyện sự tự tin, tư duy sáng tạo, khả năng tập trung, niềm đam mê học tập. Hưởng ứng Ngày sách và Bản quyền Thế giới, tiếp tục nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường, Thư viện tỉnh, Thư viện huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích. Cuốn sách Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác được em Triệu Minh Anh, học sinh lớp 9A giới thiệu với thông điệp về tuổi trẻ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và cống hiến. Tham gia ngày hội đọc sách ngày hôm nay thì em cũng mong muốn là nhà trường có thể tổ chức thêm được nhiều cái ngày hội đọc sách cho chúng em có cơ hội được
giao lưu, được tìm hiểu nhiều những cuốn sách mới hơn, không chỉ là về Bác, về thanh niên mà còn về xã hội. Cùng với phần thi tuyên truyền giới thiệu sách, có một phần thi hấp dẫn thu hút được sự quan tâm của các thầy cô giáo và các em học sinh, đó là phần thi tạo mô hình sách, triển lãm sách của các khối lớp. Mỗi mô hình là các ý tưởng khác nhau, được thiết kế đẹp mắt, sáng tạo. Qua các hoạt động khuyến khích các em học tập và làm theo tấm gương sáng về đọc sách và tự học của Bác Hồ, thêm yêu đất nước và con người Việt Nam. Nhà trường chọn tháng 3 năm 2024 để tổ chức ngày hội đọc cho học sinh toàn trường. Qua tổ chức ngày hội đọc, tôi thấy rằng là học sinh của trường chăm chú hơn, thích đọc hơn và vấn đề nhận thức về sách, truyện và văn hóa đọc của người học được nâng lên rất đáng kể. Đây là hoạt động mở đầu cho các chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Thư viện huyện Chiêm Hóa trong tháng 4 sẽ tích cực tổ chức phối hợp với các đơn vị trường học để tăng cường hoạt động đọc để cho các em được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay ý nghĩa. Những hoạt động này được tổ chức trong nhà trường cũng có ý nghĩa thiết thực để tiếp tục khơi nguồn cảm hứng, niềm vui khi đọc sách, hình thành văn hóa đọc, bồi dưỡng tâm hồn, trang bị kỹ năng sống và chuẩn bị những tri thức tốt nhất cho các em bước vào tương lai. Hoạt động ngoại khóa trải nghiệm là một trong những nội dung giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện. Bằng các hình thức lồng ghép linh hoạt, các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm giúp các em hình thành thói quen tốt, rèn luyện sự tự tin, tư duy sáng tạo, khả năng tập trung và niềm đam mê học tập. Buổi hoạt động ngoại khóa trải nghiệm bé với an toàn giao thông tại nhóm trẻ mầm non Sao Biển, thành phố Tuyên Quang. Giáo viên thực hiện nội dung giáo dục an toàn giao thông lồng ghép trong chương trình giáo dục mầm non. Hoạt động trải nghiệm còn giúp trẻ được khám phá thực tế, qua đó rèn luyện tính tự tin, hoạt bát, khích lệ niềm vui khi đến trường, góp phần phát triển trí tuệ, hình thành kỹ năng sống tích cực cho trẻ. Thông qua cái hoạt động trải nghiệm thì cũng nhằm giúp cho trẻ được nâng cao cái ý thức khi tham gia giao thông. Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt tổ chức các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, lồng ghép các bài học trên lớp giúp các em học sinh củng cố và phát triển kiến thức. Qua đó giúp trẻ hiểu biết các lĩnh vực đời sống, xã hội, làm phong phú hơn vốn tri thức, tạo nên sự cân đối hài hòa của quá trình giáo dục toàn diện. Mỗi trường học có những cách làm sáng tạo riêng, lồng ghép hoạt động ngoại khóa với nhiều nội dung phong phú, sinh động, mang lại hiệu quả cao. Đây là động lực để tiếp tục xây dựng thêm các chương trình, hoạt động giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống phù hợp với diễn biến tâm sinh lý của học sinh và điều kiện thực tế. Tất cả những cái hoạt động này thì chúng tôi đã được lồng ghép vào tất cả các hoạt động học, cũng như hoạt động chơi, hoạt động các, tất cả các hoạt động trong ngày của các cháu để thu hút trẻ đến trường đông hơn và chế độ chuyên cần của trường đạt cao hơn. Chúng tôi tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm thì là xây dựng theo các cái chủ đề trong hàng tháng. Mỗi một tháng lại có một cái hoạt động trải nghiệm khác nhau và không trùng lặp với nhau. Và mỗi một cái hoạt động đều có những cái nội dung khác nhau nữa để cho trẻ tạo cái sự hứng thú cho trẻ cũng như là cái tính tích cực của trẻ đã được phát huy hết. Các hoạt động trải nghiệm đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thực hiện đổi mới theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong các nhà trường. Đánh giá năng lực, đánh giá tư duy là tên gọi kỳ thi riêng của các trường đại học. Từ chỗ chỉ có một kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2015, thì nay cả nước đã có hơn 10 kỳ thi với sự tham gia của nhiều trường, kỹ thuật, sư phạm, công an, kinh tế. Năm nay, số thí sinh đăng ký thi riêng lên mức kỷ lục. Lợi thế khi thi riêng là có thêm cơ hội, song đi kèm với đó cũng là những áp lực, thậm chí là cả sự tốn kém, lãng phí về thời gian, nguồn lực của thí sinh và cả xã hội nếu việc này diễn ra tràn lan. Áp lực chồng chất của năm cuối cấp khi Cảnh Hưng không chỉ dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà em còn dự thêm 7 đợt thi riêng đại học. Tốn kém 3 triệu đồng lệ phí thi và các đợt thi liên tiếp nhau khiến cho Hưng thường rơi vào trạng thái quá tải. Cách một tuần nữa, tức là vừa tuần này mình thi xong thì tuần sau mình lại thi tiếp. Thì nó khá là kín lịch ạ. Đi bằng nhiều con đường khác nhau để có thể đạt được đích đến đại học là xu hướng của đa số học sinh lớp 12. Thực tế ghi nhận, số thí sinh đăng ký thi riêng năm nay tăng lên mức kỷ lục khiến cho các trường đều phải mở rộng thêm đợt thi và địa điểm thi, song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Nó sẽ tăng lên khả năng thêm cơ hội đỗ của em. Có kết quả này thì em có thể sự lựa chọn như là các
các trường top đầu như là kinh tế này, thương mại này, Đại học Quốc gia Hà Nội này. Nếu như năm 2023 chúng tôi có khoảng 62.000 thí sinh và mong muốn dự thi khoảng 80.000 lượt thi, thì năm 2024 chúng tôi đánh giá có khoảng 85.000 lượt thí sinh dự thi. Và mỗi thí sinh dự thi mà mong muốn thêm 2 lần thì tức là khoảng 160.000 lượt. Thì với như vậy thì chúng tôi chỉ thiết kế khoảng 100.000 lượt thi cho năm 2024 để đảm bảo cho tất cả các thí sinh ít nhất có một lần cơ hội để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Xu hướng thí sinh chuộng thi riêng còn thể hiện rõ nét trong chỉ tiêu trúng tuyển của các trường đại học tăng theo cấp số nhân. Nếu như năm 2022, trường Đại học Thương mại chỉ xét tuyển được 50 chỉ tiêu từ điểm thi đánh giá năng lực và tư duy, thì năm 2023 là hơn 500. Tâm đến cái chất lượng đầu vào. Do vậy là chúng tôi cũng bắt đầu tăng dần chỉ tiêu cho các cái phương thức này và cho thấy rằng là chúng tôi đã đúng khi mà chúng tôi xét tuyển chỉ được 560 em. Và 560 em này thì có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là bình quân chung của các em là 25 điểm rưỡi. Số chỉ tiêu từ xét tuyển riêng của nhiều trường tăng dần, tuy nhiên không đột biến, chỉ dao động trong khoảng 10%. Trong khi việc tham gia quá nhiều kỳ thi riêng sẽ là áp lực cả về thời gian, công sức và tốn kém tiền bạc cho thí sinh và gia đình. Thế nhưng việc trúng tuyển lại chưa chắc đã là từ kết quả thi riêng đó. Phải dành ưu tiên để thi các cái kỳ thi năng lực và tư duy đó, cho nên các cháu đã không có cái thời gian để quan tâm đến việc ôn thi tốt nghiệp và thi trung học phổ thông cho tốt. Và sâu xa nữa là bài toán về xã hội, là cái áp lực cho xã hội về công tác thi cử cũng như là đi lại. Vì thế, thay vì thi dàn trải, thí sinh nên xác định rõ phương thức xét tuyển mà mình chắc chắn đạt kết quả tốt nhất để tập trung ôn luyện. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có giải pháp kiểm soát và quản lý khi các kỳ thi riêng nở rộ để tránh quá tải cho thí sinh và gây tốn kém cho xã hội. Chuyển sang phần tin thế giới. Tiếp tục thông tin liên quan tới vụ sập cầu tại thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ. Sau khi công tác tìm kiếm cứu nạn được nối lại, các đội cứu hộ đã tìm thấy 2 trong số 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu này. 2 nạn nhân được tìm thấy trong một chiếc xe bán tải nằm ở độ sâu gần 8 mét, gần đoạn giữa của chiếc cầu bị sập. Họ được xác định là công nhân nhập cư người Mexico và Guatemala. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng hệ thống định vị dưới nước để tìm kiếm và xác định vị trí của các nạn nhân còn lại. Kết quả cho thấy rất có khả năng các phương tiện bị bê tông hoặc mảnh vỡ công trình đè dưới sông. Cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã mở họp báo về vụ việc. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ nêu rõ, cuộc điều tra dự kiến kéo dài từ 12 đến 24 tháng và các nhà điều tra sẽ thẩm vấn Hoa Tiêu trong ngày 28 tháng 3. Cuộc kiểm tra gần nhất vào tháng 5 năm 2023 cho thấy chất lượng cây cầu vẫn đảm bảo. Theo báo cáo được công bố, các tổ chức tư vấn kinh tế hàng đầu ở Đức đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nước này năm 2024 từ 1,2% xuống 0,1%. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng được cho là rơi vào suy thoái kỹ thuật sau quý đầu tiên của năm 2024. Báo cáo chỉ rõ, nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn và suy yếu kéo dài cho đến gần đây. Các động lực tăng trưởng suy giảm. Một yếu tố nữa khiến nền kinh tế đầu tàu đi xuống trong những tháng gần đây là các cuộc đình công của ngành đường sắt và hàng không ở Đức, gây ra nhiều bất lợi cho hàng không quốc tế và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, một điểm tích cực mà báo cáo chỉ ra là sức mua của người tiêu dùng đang phục hồi khi lạm phát giảm và tiền lương tăng ở nhiều lĩnh vực sẽ là yếu tố quan trọng nhất cho sự phục hồi kinh tế. Trước đó, chính phủ nước này cũng điều chỉnh giảm dự báo của nền kinh tế Đức và cảnh báo khả năng nước này sẽ rơi vào suy thoái kỹ thuật vào quý 1 năm nay. Do nhu cầu về sô-cô-la vẫn mạnh và sự bất ổn nguồn cung tiếp diễn, giá sô-cô-la có thể tăng cao trong kỳ lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh sắp đến gần và thường món quà cho ngày lễ này của các bậc phụ huynh là những chú thỏ được làm từ sô-cô-la ngọt ngào và những quả trứng nhựa chứa đầy kẹo. Tuy nhiên, do nhu cầu về sô-cô-la vẫn mạnh và sự bất ổn nguồn cung tiếp diễn, các nhà sản xuất kẹo sẵn sàng chuyển chi phí gia tăng sang người tiêu dùng. Báo cáo cho biết ngày lễ tình nhân, lễ Phục sinh, Halloween và kỳ nghỉ mùa đông chiếm 64% tổng doanh số bán bánh kẹo của Mỹ. Năm nay, lễ Phục sinh rơi vào Chủ nhật 31 tháng 3.
60 giây cập nhật. Trước đề xuất đầu tư cao tốc phải đảm bảo 3 làn đường trở lên và quy định tốc độ tối đa cho phương tiện lưu thông trên đường là 100 km/h, Bộ Giao thông Vận tải cho biết các tuyến cao tốc đều được quy hoạch giai đoạn hoàn chỉnh với quy mô từ 4 đến 10 làn xe để đáp ứng nhu cầu vận tải theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, do nguồn vốn từ ngân sách hạn hẹp trong khi nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và đầu tư phát triển đường bộ cao tốc nói riêng lại rất lớn, nên phương án phân kỳ đầu tư là giải pháp phù hợp. Thực hiện phân kỳ đầu tư các tuyến cao tốc giúp đảm bảo quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu vận tải giai đoạn trước mắt và cân đối vốn. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.